Thưa quý vị, trong thời gian đầu thành phố Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường mới, tình hình trật tự giao thông chưa đi vào ổn định, vẫn còn không ít người vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo đó thì việc tuần tra xử lý đang được công an thành phố đẩy mạnh nhằm kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Ngã tư Điện Biên Phủ, Hà Huy Tập vào giờ cao điểm, nhiều trường hợp lưu thông vượt đèn đỏ, đi vào làn đường cấm, lấn làn đường đều được tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Thanh Khê lập biên bản xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ. Sau giãn cách, nhiều người tham gia giao thông vẫn còn tâm lý chủ quan, đòi hỏi sự vào cuộc, xử lý quyết liệt của cơ quan chức năng. Trường hợp mình là vi phạm lỗi đi không đúng làn đường quy định. Bản thân chú đã đi vào làn đường ô tô. Bây giờ lỗi mình lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ ấy. Hiện nay là gia đình có thằng em mới mất ung thư ở Trường Chinh đó. Như vậy đi thì cũng vi phạm lẫn bị lắng lòng đường, cũng mong ở đây ở thời điểm này, khi phương tiện lưu thông dần trở lại bình thường, lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện đều tăng cường bố trí các tổ công tác vừa tuần tra vừa chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm. Những phương tiện đậu đỗ sai thời gian quy định theo ngày chặn lẻ cũng được tổ tuần tra xử lý vi phạm qua hình thức gián tiếp. Đối với các trường hợp đậu đỗ sai vi phạm á, chúng tôi là sẽ dán thông báo, kèm theo đó chúng tôi là sẽ in hình ảnh gửi về cho chủ phương tiện. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ gửi thông báo qua bên đăng kiểm xe để yêu cầu người chủ phương tiện tới cơ quan công an để xử lý. Chủ động nắm bắt tình hình, công an thành phố Đà Nẵng quyết định thành lập thêm 2 tổ 911, bổ sung tăng cường hiệu quả tuần tra đêm của lực lượng này. Quán triệt chỉ đạo lực lượng này là tăng cường liên tục trong cái thời gian vừa qua, nên là những cái vụ việc mà nó liên quan đến cái thanh thiếu niên mà vi phạm pháp luật trên lĩnh vực như đua xe trái phép rồi gây rối trật tự công cộng, thì những cái việc này thì đã được các cơ quan chức năng của công an từ thành phố đến các phòng nghiệp vụ cũng như là của công an quận huyện nắm được tình hình và phòng ngừa từ xa, nên những cái trong vài hôm trở lại đây thì từ là cái việc này là đã quán triệt đến các bộ chiến sĩ, nên cái tình hình nó bắt đầu nó ổn định. Thích ứng linh hoạt trong giai đoạn mới, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông, kiên quyết thực hiện mục tiêu giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông năm 2021.